mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu bàn mini trang điểm bên mình cho các bạn xem nhé. Đây là hàng nhập khẩu nguyên chiếc nhé các bạn. Khi các bạn mua bàn mini bên mình thì sẽ được kèm một miếng nệm trái tim lót như này nhá. Đây, chiếc đèn có thể đẩy lên xuống như này, gương này và có ngăn kéo này, cách điệu rất chi là đẹp nhé các bạn. Các bạn có thể kéo ra để đựng đồ nhé. Nên mình sẽ hàng này thì về các bạn có sắp gì chỉ việc xoáy chân vào là dùng luôn thôi các bạn nhé. Đấy, rất chi là đẹp luôn. Có sẵn hai màu, màu trắng và màu hồng nhé các bạn. Đấy, đặt gương vào hoặc là đổ đồ bên trong ngăn như thế này rất chi là tiện nhé. Đây, mình đây là màu trắng đấy các bạn. Đấy, màu trắng đây nhé các bạn. Cũng kéo ra được để đồ như thế này nhé. Các bạn này rất chi là xinh nhé các bạn. Đấy, mình quay sơ qua giới thiệu sản phẩm vậy thôi. Các bạn cần hỗ trợ hay nhắn tin chi tiết gì thì các bạn cứ nhắn tin cho shop nhé. Đấy. Rồi, mình chào các bạn.